ngày mai 23 tháng 10, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết, thông qua chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Vào 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Liên quan đến vụ, nghệ sĩ Quốc Cơ Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa làm xiết chồng đầu, ngày 22 tháng 10, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc. Công an xác định sự việc diễn ra ở khu vực phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Clip diễn ra cách đây vài tháng, trong khu vực được rào chắn cẩn thận. Công an cũng xác định đây là nội dung được quay để làm quảng cáo cho một dòng xe. Một đoạn clip hậu trường cho thấy, hai nghệ sĩ vừa chạy xe vừa xiết chồng đầu đều có sự giám hộ, bảo hộ kỹ lưỡng của các thành viên đoàn làm phim. Trước khi biểu diễn tư thế trên, nghệ sĩ chồng đầu từ trên xuống, được buộc dây an toàn vào người và di chuyển cũng cực kỳ chậm. Khi clip này được đăng tải đã được cắt bỏ bớt các phần như dây bảo hộ, người giám sát. Do đó, khi mọi người xem đoạn clip đều không nhìn thấy hậu trường phía sau. Về thông tin cho rằng tại sao xử lý hình sự người mẫu Ngọc Trinh mà không xử lý hai nghệ sĩ này, công an cho hay đây là hai bối cảnh có hoàn cảnh khác nhau. Phía hai nghệ sĩ trình diễn đều có sự bảo hộ, giám sát từ phía đoàn quay phim. Quá trình dàn dựng clip trên và khi chiếu lên công chúng, phía đơn vị sản xuất cũng đính dòng chữ vào clip. Được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp, trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào. Sáng ngày 22 tháng 10, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Lê Hữu Đạt, 18 tuổi, trú thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, về tội cướp giật tài sản tại một tiệm vàng. Cụ thể, trưa ngày 21 tháng 10, một đối tượng mang áo đen trùm đầu, đeo khẩu trang, giả vờ đến mua vàng tại tiệm vàng Hoàng Sự, ở xã Thanh An, huyện Cam Lộ, sau đó cầm một cây vàng bỏ chạy. Nhận được thông tin, Công an huyện Cam Lộ đã tổ chức lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ cùng ngày, đối tượng Lê Hữu Đạt đã bị bắt giữ. Trong tối ngày 21 tháng 10, các cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Đạt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 22 tháng 10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, mưa rào. Chiều tối và đêm ngày 22 tháng 10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm. Trong hôm nay, ngày 22 tháng 10, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo sóng lớn và mưa dông trên biển, ngày và đêm 22 tháng 10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 21 tháng 10, tại đầu đèo Mimosa, đường Khe Xanh, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người bị thương, các phương tiện lưu thông khó khăn. Thời điểm trên, xe ô tô do ông Nguyễn Văn Việt,
sinh năm 1964, ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt điều khiển, va chạm xe taxi do anh Hứa Xuân Nhân, sinh năm 1991, ngụ thành phố Đà Lạt điều khiển. Cú va chạm khiến xe taxi lao vào chiếc xe tải do anh Lương Mạnh Hùng, sinh năm 1989, trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Hùng bị thương, được đưa đi cấp cứu. Do vụ tai nạn xảy ra khu vực đầu đèo Mimosa, lưu lượng phương tiện lớn, nên lực lượng chức năng điều tiết các phương tiện từ trung tâm thành phố Đà Lạt xuống đèo đi theo các hướng khác như Hồ Tuyền Lâm, Trại Mát. Phương tiện lên đèo được điều tiết lưu thông chậm để đảm bảo an toàn. Đến 20 giờ 30 phút, đèo Mimosa đã lưu thông bình thường hai chiều lên xuống.